Hello mọi người. Mọi người đã online chưa? Hay nghĩ là hôm nay là ngày cuối tuần thì chắc là mọi người cũng đang ở nhà phải không? Hôm nay thì Hà đưa gia đình ra Long Hải ở Việt Nam nha, chứ không phải ở nước ngoài nha. Tại vì Hà sẽ nói là ở Việt Nam, bởi vì Hà nghĩ là chắc là các bạn coi mà mọi người nếu mà ai chưa từng đi qua thì chắc nghĩ là Hà đang ở nhà. Rồi ok, mời mọi người ăn chung nha. Chờ một tí xíu để các bạn vào thì Hà sẽ chụp một phòng cho mọi người xem. Hiện tại thì Hà đang ở resort An Oasis. Mọi người có biết An Oasis chưa? Đây là một cái resort được mệnh danh là Santorini của Việt Nam nha. Và bây giờ Hà vừa mới nhận phòng xong, Hà sẽ đi một phòng cho các bạn xem. Hà đang ở trong một cái villa có 4 phòng ngủ. Bây giờ Hà đang ở trong cái villa là có 4 phòng ngủ. Cảnh ở đây thì rất là đẹp, đối diện sẽ là biển. Hà sẽ đi một phòng cho mọi người cùng xem ha. Đây bên đây là cũng là một cái phòng ngủ, đối diện của Hà cũng là một cái phòng ngủ đó. Hà sẽ bật cái camera lại. Đây, phía đây là bàn ăn nha. Bàn ăn, đây là mọi người chuẩn bị dọn bữa ăn chiều cho gia đình Hà. Rồi, Rio chào các cô chú nè. Mẹ đang cho các cô chú đi xem ở cái chỗ mình ở đó. Bên đây là có một cái bếp nhỏ nhỏ nha. Có một cái bếp nhỏ nhỏ rất là dễ thương và nó rất là tiện lợi, bởi vì nhà Hà thì có trẻ con nè, cho nên là khi mà có cái bếp nhỏ như vậy sẽ rất là tiện cho gia đình. Bên đây cũng sẽ có một cái phòng ngủ. Đây có một cái đàn piano nhỏ nhỏ, thì hồi nãy giờ Rio đang ngồi đánh cái đàn này. Các bạn nhân viên thì đang dọn đồ ăn buổi chiều gia đình Hà. Đây là phòng khách, đây rất là dễ thương. Hà rất là thích ở đây bởi vì tông màu chủ đạo ở đây là màu trắng và màu xanh. Năm ngoái Hà đã từng đi Santorini và Hà cảm thấy rất là yêu thích, bởi vì cái màu trắng và xanh làm cho mình cảm giác rất là thư giãn. Thì bây giờ ngay tại Việt Nam, Hà lại được đến một cái resort mà đẹp như là đang ở Santorini vậy đó. Rồi bây giờ Hà sẽ đi phía sau Hà là hồ bơi, chút nữa Hà sẽ đi vào hồ bơi cho mọi người xem sau. Còn bây giờ thì Hà sẽ đi vào trong phòng ngủ của Hà cho mọi người xem ha. Hà đang ở Long Hải ở Việt Nam nha, chứ không phải ở nước ngoài đâu. Hà đang ở Long Hải ở resort An Oasis. Không biết là có bạn nào đã từng đến đây ở chưa. Đây cũng là một điểm khá là mới với mọi người, cho nên Hà cũng muốn quay để các bạn thấy. Ở đây thì có một cái phòng toilet nhỏ dành cho khách đến nè. Phía bên này là phòng ngủ, Hà ở phòng này. Các phòng thì hầu như là phong cách thì sẽ giống nhau, tại vì mình đang ở trong một cái villa. Sorry mọi người, Hà đang có cái điện thoại gì mà ồn ào quá. Tắt cái chuông đi để cho nó đỡ ồn ào. Rồi bây giờ xin lỗi mọi người nha, sẽ quay cho mọi người xem cái phòng ngủ ở đây như thế nào ha. Hà rất là thích bởi vì phòng ngủ ở đây thì nhìn ra là view ở ngoài biển luôn nè. Trước phòng thì sẽ có cái ghế trước phòng. Anh Hải ơi, em đang live stream nè. Anh Hải đang cho tụi nhỏ bơi. Trước phòng ngủ thì sẽ có cái ghế nhỏ nhỏ để mình có thể ngồi uống cà phê buổi sáng. Ở ngoài kia thì cũng có một cái bàn để ngồi ăn ngoài trời. Ở trong phòng thì cũng có những cái ghế sofa nhỏ để ngồi chơi. Có một cái bàn trang điểm và giường ngủ đây. Cái màu sắc ở resort này thật sự là làm mình cảm thấy rất là thư giãn ha. Hà đang ở An Oasis ở Long Hải nha mấy bạn. Đây anh Hải nói đi. Hello. Nãy giờ đang cho tụi nhỏ nó
chơi ngoài biển, bởi vậy ướt chìm nhẹp hết rồi, biển không mà. Rồi. Biển ở ngoài đó bây giờ đó là không có nắng mà rất là đẹp và rất là thích hợp với mấy em bé, lý do là biển nó lài mà cái bãi cát là cũng nó lớn bằng cái xe vận động vậy đó, thích hợp cho các người lớn ra bành xong xuống bơi luôn. Và từ nhỏ nãy giờ nó bắt ốc bắt đồ mò ở dưới á, mới tắm sinh lý thôi xong. Đây em đang quay cho mọi người coi trong phòng, xong rồi mình sẽ đi ra ngoài mình coi biển luôn. Rồi sẵn thì thôi quay luôn cái toilet ha. Cái toilet ở đây rất là dễ thương. Đó, mình đang ở Long Hải nha, chứ mình không phải mình ở nước ngoài đâu các bạn. Thực ra Hà nhìn, Hà đã đi rất là nhiều nước và bây giờ thì Hà quay trở lại, Hà đi du lịch Việt Nam thì Hà cũng cảm thấy là ở Việt Nam mình rất là đẹp, không thua kém gì ở nước ngoài các bạn à. Đây, đây là bồn tắm nè. Đó. Và đây sẽ là có tất cả những cái đồ dùng cần thiết. Rất là tinh tế. Đó. Khu hồ bơi bên kia cũng rất là đẹp. Hồ bơi. Chút nữa em sẽ đi ra ngoài đó, em quay cái hồ bơi ngoài đó luôn. Chỗ này chỉ là cái hồ bơi riêng của cái và bây giờ mình sẽ đi ra ngoài hồ bơi của villa mình trước ha. Hồ bơi nằm ở ngoài này ha, mọi người đang chuẩn bị dọn để bữa cơm chiều bên tối đó. Bây giờ Hà sẽ đang hồ bơi. Hà thích nhất là ở đây có một cái đàn piano, mình có thể ngồi đánh đàn buổi tối rất là lãng mạn ha. Đó, mọi người thấy view đẹp chưa? Resort tên là An Oasis nha mọi người. Đây là hồ bơi ở trong phòng, ở trước cửa phòng của villa nhà Hà. Từ nhỏ nãy giờ vừa mới bơi ở đây xong. Bơi đây xong xong xuôi được cái vô tắm rửa thay đồ cho mấy bé. Bắt đầu mấy bé phát hiện là biển đẹp quá lại chạy xuống dưới biển. Nãy giờ nó chơi dưới biển vừa mới chạy vô, nãy giờ đang chậm bởi vì ứng chìm nhẹp nè. Bây giờ rất là mát, ở đây rất là đẹp, y chang như nước ngoài luôn, cứ tưởng tượng mình đang ở nước ngoài. Mặt trời sẽ hẳn hướng bên kia. Hôm nay có vẻ là mặt trời lặn hơi sớm cho nên là không biết Hà có quay kịp cái cảnh mặt trời lặn không. Nhưng mà thôi mình cứ đi dạo một vòng để xem resort như thế nào ha. Đây là biển ngay trước mặt Hà đây. Bầu trời rất là xanh luôn. Đó, biển đó mọi người à. Mùa này tắm biển thì rất là thích. Hà đã đi biển của rất là nhiều nước và khi mà trở lại tới tắm biển Việt Nam thì Hà cảm thấy là rất là thích tắm biển Việt Nam. Phải nói là cảnh đẹp ở Việt Nam mình thì không có thua kém ở nước ngoài một chút nào hết á. Khi mà mình đi nhiều rồi thì mình thật sự mới có sự so sánh được. Đây, phía sau là cái villa của Hà đó. Sẽ nhìn ra ngoài khung biển. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài biển ha. Một cái điều thích nữa đó là biển ở Long Hải này thì rất là dài và con nít tắm thì rất là an toàn, rất là thích. Nhà Hà có con nít cho nên là các bé rất là thích tắm biển, thì hầu như là gia đình đi đâu thì thường hay lựa những cái nơi mà có biển. Hà đang ở resort tên là An Oasis ở Long Hải nha. Đây, đây quay cho mọi người xem biển nha. Mặt trời đang chuẩn bị lặn. Bên đây là mặt trời chuẩn bị lặn đó. Mọi người thấy view đẹp chưa? Ngay cái villa của Hà đó có mặt trời đang chuẩn bị lặn, mọi người thấy không? Có các bé đi cùng Hà nha. Hồi nãy Hà có quay các bé đó. Bây giờ Hà đang đi ra ngoài để cho mọi người cùng ngắm cảnh với Hà. Bây giờ mình đi ra hồ bơi lớn đi anh nhờ. Biển này rất là luôn, không có rất là thích hợp cho các gia đình đi, người lớn có thể đây chơi bóng chuyền rồi đá banh rồi xuống dưới tắm biển, bởi vì nó có độ lài và sóng rất là nhẹ nhàng êm đềm chứ không phải là sóng đùng đùng. Cái đặc biệt nữa là
không có quá lạnh để cho mấy em bé. Ví dụ như mình mới đi Mỹ, đi Úc về thì biển bên đó thì cũng rất là đẹp, nhưng cái quan trọng là không tắm được, lý do là người Việt Nam mình quên bẩn quá lạnh. Lạnh quá, bước chân chân xuống là phải nhảy tọt lên bờ. Không có bước chân xuống nổi luôn á. Giống như Hà là Hà sợ lạnh á, biển có mấy độ là Hà không có dám xuống. Ở đây thì rất là thích hợp để bơi. Đó, phía bên đây là mặt trời đang chuẩn bị lặn đó. Đó, các bạn thấy chưa? Thấy mặt trời chuẩn bị lặn không? Người ta đang chuẩn bị cái rửa trại này để cho ngày mốt đoạn mình tiếp đoạn mình... Đây, ở bên đây thì đang chuẩn bị rửa trại bởi vì Hà chuẩn bị có một cái party cho đoàn phim Lật Mặt 4 ở đây mọi người à. Và mình sẽ có hai đêm, một đêm là full party và một bên là một đêm là đốt rửa trại. Mệt quá. Mọi người có người hỏi Hà là giọng Hà run run, thật sự là Hà đang thở đó mọi người à. Tại vì Hà phải vừa leo Hà vừa leo và vừa quay cho các bạn. Anh Hải quay xíu đi. Hà phải vừa leo và vừa quay cho mọi người. Đúng đó. Cho anh Hải bấm vô đây là quay trở lại nè. Mình không có giỏi đi bộ lắm. Ngày mai đoàn phim mình cũng sẽ set up một cái tiệc phê ở ngay đây. Đây là để không, em đang dùng chế độ live stream. À. Đó. Đây là cái view. Vô rồi, có hai bạn trong đoàn. À, bây giờ mọi người đang chuẩn bị cái tiệc buffet tối. Đây là khu vực nhà hàng. Và mọi người đang chuẩn bị tiệc buffet tối. Và mới bơi xong, hấp dẫn quá. Chỗ này xịu sao nổi trời. Wow, đồ sống không hả? Đồ hải sản. Đồ hải sản, hào. Cho hấp dẫn quá. Tôm, cua. Oh wow, sao hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá. Wow. Rất là hấp dẫn nha, tới nay sẽ có tiệc BBQ. Hải sản rất là tươi. Ở đây có hào nữa nè. Wow, sợ đi, có đầy đủ tất cả các món. À, các bạn ơi, mình đang ở An Oasis. Mình đang ở An Oasis. Nha, mọi người hỏi Hà đang ở đâu? Hà đang ở An Oasis ở Long Hải nha các bạn. Có cái sân khấu đó, ngày mai sẽ tập trung vào nơi đó. Ngày mai thì sẽ làm cái sân khấu của đoàn phim Lật Mặt tại đây. Và tiệc buffet của mình thì sẽ tại đây. Đây là nhà hàng An Oasis đó. Lấy đồ ăn, tiệc đứng ở đây và ra chơi ở ngoài này. Kế bên đây sẽ là có một cái hồ bơi. Bây giờ Hà sẽ đi Hà sẽ đi ra ngoài hồ bơi cho các bạn xem nha. Mọi người ơi, nếu như mà các bạn đang xem livestream ở đây thấy resort này đẹp thì nhớ là mùa hè này Hà nghĩ đây là một cái địa điểm rất là lý tưởng để cho bạn bè hay là gia đình cùng đi đến đây nghỉ dưỡng, bởi vì thứ nhất là địa điểm không có quá xa Sài Gòn, mình đi có một tiếng mấy là mình đã tới rồi, tại ngay Long Hải thôi. Thứ hai là nó rất là đẹp luôn á, thứ như là nước ngoài, biển này thì cũng rất là phù hợp với lại các con các bé có thể bơi. Và nếu như mà ngày mai mọi người ai mà rảnh thì nhớ là buổi tối nhà Hà sẽ livestream buổi party của đoàn phim Lật Mặt Nhà Có Khách nha. Và mọi người sẽ xem là cái buổi party tiệc buffet sẽ như thế nào. Nếu mà bạn nào có ý định là sẽ tổ chức tiệc thì cũng có thể tham khảo. Buổi party thì sẽ vào ngày mai, tối mai Hà cũng sẽ livestream cho mọi người xem nha. Đây, bây giờ Hà đang ở ngoài hồ bơi. Đây là hồ bơi trung tâm, hồ bơi lớn. Ở ngay tại Villa Nhà Hà thì có cái hồ bơi nhỏ, mình thích thì mình có thể ra ngoài hồ bơi này. Và hồ bơi này thì có nhiều cấp độ nước khác nhau nha. Có bé có chỗ mà nước cạn thì các bé cũng có thể bơi. Và có một cái quầy bar ngay chỗ này, mình có thể order cocktail hoặc là cà phê, nước uống, tất cả những cái gì mà mình muốn ha.
quầy kem này cho con mình nó phát hiện. À đây, ở đây có một cái quầy kem. Ai muốn bơi thì bơi, còn không muốn bơi thì có thể ngồi nghỉ mát ha. Bên kia có spa. À, bây giờ mình sẽ đi qua bên này, mình đi xem cái spa tại Anasit Resort ha. Quá trời người hỏi là Hà đang ở đâu, Hà và anh Hải đang ở Long Hải. Hà và anh Hải đang ở Long Hải, Anasit Resort. Ở trong này thì mình sẽ có xe điện đưa đón mình như thế này nè các bạn. Đó, mình muốn đi đâu thì cũng sẽ có xe điện đưa đón mình. Và rất đặc biệt là ở đây sẽ có những chiếc xe đạp. Đây, có hai đôi bạn trẻ thì đang đi xe đạp nè. Đó, thì xe đạp thì để ở đây, mình có thể sử dụng. Em trong phòng mình có cả hai cái xích đu rất là dễ thương ha. Thì đây là khu vực reception. Đây là khu vực reception, anh Hải đi trước. Dẫn chị nghe cho mấy bạn nha. À, đây là trong khu spa. Có mấy cái chiếc xe đạp rất là xinh nè. Mình cũng có thể mượn ở đây để mình đạp vòng vòng, mình tập bộ, tập thể dục. Đi đường đó hả anh? Đi đường bên này mới đúng chứ. Reception. Rồi đi vô trong cái spa anh. Đi reception. Sẽ có cái ngõ kia. Đây là reception của anh Oasis này. Ở bên này thì có cái spa. Mình không biết đường nào mình đi qua. À vậy anh dẫn đi đường kia hả? Vậy giờ đi ra hả? Hay đi ngang qua đây luôn. Ok. Ở đây là cái spa thư giãn ha. Rất là đẹp. Chào bạn Thanh Hà, chào bạn Trần Thủy. Trời sắp mưa rồi cho nên hôm nay mặt trời thì không có rõ lắm. Tại vì mây rất là nhiều. Ở đây là mình phải làm một cái bộ hình, làm một cái bộ hình ở đây mới được. Quá đẹp. Đẹp từ cái trần nhà mà cho đến mặt đất luôn mọi người. Rất là thư giãn ha. Đây là khu vực spa nha. Hồi nãy giờ thì nếu mà bạn nào vào livestream trễ thì cũng có thể kéo lại chút nữa có thể coi lại. Thì khúc đầu thì Hà có livestream đi anh. Khúc đầu thì Hà có livestream cái phòng của Hà ở cái villa đối diện biển, và sau đó Hà cũng có đi ra biển cho mọi người xem rồi. Và hồi nãy Hà cũng mới đi ra hồ bơi lớn rồi, bây giờ thì Hà đang đi ở trong khu vực spa. Anh Hải đi chân đất được luôn nè, rất là đẹp. Ở đây có hồ cá ha. Đây là spa. Ngày mai mình sẽ đi spa. Đây
mình sẽ đi qua khu vực những cái phòng khác. Ở đây không gian rất là rộng rãi và mát mẻ. Ở rất là nhiều người đang hỏi Hà là giá resort như thế nào, thì các bạn có thể vào trang anoasis.com.vn, bạn thể coi giá phòng tùy vào cái thời điểm của bạn ở như thế nào. Ở trên những cái trang giống như là Agoda hay là booking.com, những cái trang mà book phòng khách sạn thì đều có thể book resort anoasis. Thì đối với Hà nghĩ thì giá ở đây rất là phải chăng, mọi người có thể lên và tự tìm hiểu, và mọi người phải đánh vào cái thời gian mà các bạn muốn ở, tại vì tùy từng thời điểm, mùa cao điểm sẽ giá khác, mùa thấp điểm sẽ giá khác, thì các bạn có thể coi được, kiểm tra được giá vào đúng cái thời kỳ mình muốn đi, đúng cái giai đoạn mình muốn đi. Ở trên mạng bây giờ tất cả mọi thứ đều công khai trên mạng hết, cho nên mọi người không có phải lo lắng gì hết. Tất cả các hoặc là mọi người cũng có thể gọi điện vào đến resort để hỏi thăm về thông tin, hay là chút nữa khi mà Hà end cái livestream này thì Hà sẽ để cái website và cái số hotline của Anoasis ở cái status của Hà để cho bạn nào mà muốn tham khảo thì có thể coi ha. Hà thấy đẹp quá cho nên là hôm nay Hà mới đến, lúc nãy Hà nhận phòng là Hà livestream liền cho mọi người xem đó. Hà thấy giá cả rất là phải chăng mọi người, và dịch vụ rất là tốt, Hà cảm thấy rất là happy, rất là vui. Mà rất là sạch nha, hồi nãy giờ anh Hà anh đi chân đất luôn nè, mọi người thấy không? Anh đi từ trong phòng anh đi ra tới ngoài sân mà anh đi chân đất luôn á. Gia đình. Chim kêu nữa, chim hót nữa. Bây giờ là tháng 5 cho nên là xa xa thì có rất là nhiều cây phượng đỏ đang nở. Lâu lắm rồi mới thấy nhiều phượng như vậy, các bạn thấy không? Có rất là nhiều phượng đỏ nở phía xa xa. Rất là nhiều giải phòng ở trên núi rồi giải phòng. Ở phòng hồ bơi, phòng đối diện biển, rồi phòng ở trên khu vực núi. Nhưng mà ở đây một cái đặc biệt là mình rất ấn tượng đó là cái cách mà nhân viên ở đây phục vụ rất là tận tình, chu đáo và rất là cũng như là mình không có một sự lo lắng gì, thì mình cảm thấy là mình rất là thư giãn khi mà mình đến đây nghỉ dưỡng. Bây giờ nhiều bạn hỏi là cách book phòng như thế nào, cho nên giờ Hà đi qua reception Hà hỏi luôn cho mọi người nha, cho các bạn ở đây. Hà thì Hà book trên mạng á, Hà đi đâu Hà cũng tự book hết á, nhưng mà giờ Hà hỏi luôn, Hà đi vô reception Hà hỏi luôn cho mọi người cho các bạn ở reception có thể giải đáp luôn cho mọi người nha. Rộng tuốt ở trên kia, xa quá đi bộ không nổi. Xa quá, bây giờ xa quá, tuốt ở trên kia luôn là vẫn còn phòng, nhưng mà thôi mình đi vòng lại đi các bạn à. Mình phải bảo toàn sức khỏe tại vì mình còn mấy ngày ăn chơi nữa. Ở đây di chuyển thì có xe điện, nhân viên sẽ đưa mình đi. Ở đây là mình sẽ có xe điện nha. Ai mà không muốn đi bộ, lười đi bộ giống như Hà thì có thể sử dụng xe điện. Hoặc là thích di chuyển bằng xe đạp đó. Hoặc là mình đi xe đạp. Hồi nãy anh Hải với Hà cũng có đi xe đạp một chút, thích ghê. Sáng nay em chở nhỏ đi vòng vòng để bằng xe đạp cho cô nó thích thì nó mê di chuyển bằng xe đạp đó. Rồi. Tại vì giờ chị đang livestream nè. Thì đây chị đang livestream cho mọi người, thì các bạn trên Facebook của chị thấy là ở đây đẹp quá, nhưng mà không có biết là cách book như thế nào hoặc là địa điểm đang ở đâu, ở Long Hải thì chính xác ở đâu, thì có gì em tư vấn giùm cho chị nha. Đây. Em nói lớn một chút. Nhất là mình có thể book phòng là trực tiếp bên resort, em qua số điện thoại.
cái này cũng ship đen, số điện thoại là 02543662222. Đây nha các bạn, số điện thoại đây, Anma Oasis Long Hải, gọi tắt là Anma Anosis đúng không? Dạ đúng, Anosis. Mình gọi tắt là Anosis nha. Mình gọi tắt là cái trên tường đây là các bạn, Anosis nha. Và cái địa chỉ sẽ là tỉnh lộ 44A Long Hải Town, Long Điền District, Bà Rịa Vũng Tàu, và số điện thoại là 0884254366222. Và có cả website đó anh, và email nha. Thì một cách nữa là mình đặt qua các trang web du lịch như là booking.com, Agoda, Tripadvisor hay là những cái to lên một chút không? Không biết nghe không? Mọi người có nghe rõ không ạ? À? Một cách nữa là mình có thể liên lạc và book qua những trang web du lịch như là booking.com hoặc là Traveloka, Agoda hoặc là những trang như là Expedia có hết. À anh kia nói không nghe được, nghe rồi ha, chắc là bạn vừa mới nói lại. Ok rồi. Hồi nãy thì chắc là ở đây hơi ồn một chút xíu, mọi người không nghe rõ. Thì hồi nãy anh có nói là mình có thể lên, một là mình đến gọi đến hotline của resort là cái số điện thoại nè 0804 0804254366222, hoặc là mấy bạn có thể lên bất cứ trang web booking nào, chẳng hạn như là booking.com, Agoda, Traveloka, Expedia. Thì những cái trang đó đều có thể coi giá và cũng như là các bạn có thể book luôn ở trên mạng nha. Mọi người nghe rõ chưa? Hà nghĩ là Hà nói khá là rõ rồi đó. Không mà chút nữa Hà sẽ viết một cái status nha. Rồi. Để cho mọi người. Ok, cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Okay, mọi. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn bạn Danny Nguyễn. Bạn Danny Nguyễn đã giúp Hà tính ra những cái trang điển hình. Tại vì trên mạng thì có rất là nhiều trang để mình có thể book khách sạn. Thì mỗi một trang tùy từ thời điểm sẽ có những cái ưu đãi khác nhau. Thì Hà cũng book luôn phiên trang này trang kia mà. Mình lên trên mạng thì mình cũng có thể là kiểm tra được cái giá phòng, cái giá phòng theo từng giai đoạn, rất là dễ, mọi người thử làm đi. Và mọi người muốn Hà đi đâu nữa? Ngày mai thì đoàn phim Lần Mặt Nhà Có Khách sẽ có 2 buổi party, và ở đây là tổng cộng là 3 ngày 2 đêm. Và Hà cũng sẽ live stream cho mọi người cùng tham gia với buổi tiệc party của đoàn phim Lật Mặt. Ở đây có rất là nhiều góc tự sướng, sống ảo. Ở đây có rất là nhiều góc mà gọi là tự sướng, sống ảo, rất là thần thánh nha các bạn. Rất là thần thánh. Nên là ai mà thích chụp hình thì nên ghé qua đây. Phải đi ở đây chứ không phải là nên, phải đi đây để sống ảo. Đây là nhà hàng nha. Ở đây các bạn nhân viên rất là thân thiện. Đây là phía trong nhà hàng. Đây là nhà hàng, mát quá. Đây là nhà hàng nha các bạn. Mình đang ở Long Hải. Ở đây là đi 1 tiếng rưỡi đúng không anh? 1 tiếng rưỡi từ Sài Gòn. Nhà hàng cũng view biển các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ về lại villa của phòng mình. Rất là thư giãn ha. Mặt trời lặn mất tiêu rồi, hôm nay mây hơi mù, trời mưa râm râm nữa. Cho nên là muốn quay một cái cảnh hoàng hôn đẹp nhưng mà không có quay được. Nãy có... Cứ gì được ở đây đâu.
anh ước gì ở đây lâu lâu còn ngay mướt có cái nhà giống vậy luôn á. Mình có quyền ước mơ mà. Anh Hải mới mổ mắt xong các bạn à, nên anh phải đi ra ngoài nắng, anh phải đeo mắt kiếng. Anh Hải vừa mới mổ được có 2 ngày à. Chiều hôm kia vừa mới mổ mắt lại. Đó. Rồi mọi người đang dọn bàn tiệc chuẩn bị 6 giờ rưỡi để ăn. 6 giờ rưỡi thì mình sẽ có một cái tiệc nhỏ nhỏ ngay tại phòng của mình. Chào Rio, chào Cherry, các cô chú đang chào con đây. Tại sao con lại nói là nến giả vậy? Đúng rồi, con thấy là nó bị buộc dây. À, vậy hả? Cẩn thận cái chuyện này á. Nhá. Mio đâu? Bây giờ ba tắm. Thôi. Tắm để ra ăn tối mà nó bụng rồi. Đúng rồi, mà nó bụng trời luôn rồi. Chào các cô chú nè Mio. Mio Mio. Mio Mio Mio. Mio chào các cô chú nè. Chào các cô chú. Hả? Trời ơi. Trời ơi chưa? Chào cả, chào em. Chào đi chị. Em chào chị. Ê Mio đừng hung. À, xin lỗi. Chào em. Sorry mọi người, Mio hung mọi người cho nên là cái điện thoại nó văng mất luôn. Thôi không hung, không hung, không hung, chỉ nói ra chỉ cười thôi. Thôi, cười thôi, ra chào các cô chú đi. Chào các cô chú. Hay là mà chơi giỡn trước. Các cô chú khỏe không? Các cô chú khỏe không? Các cô chú khỏe không? Không không. Các cô chú khỏe không? Không. Không hả? Ủa. À, bơi chưa? Mio bơi chưa? Mio bơi chưa? Rồi. Thôi rồi bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai. Tối ngày mai sẽ là stream tiếp nha, cho mọi người xem nha. Chúc mọi người có một ngày thật là an lành. Bye bye. Bye bye. Ở đây 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 nè. Mèo cũng muốn bye bye. Mèo bye bye. Mèo bye bye. Mèo bye bye. Bye bye. Bye bye. Ôi ướt áo rồi, hồi nãy bye bye nha. Nãy bà dẫn